Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn đang đứng ngay một cái bến ghe sông Vàm Cỏ Đông nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích mua đất thổ cư 100% kế bên sông á, thì bây giờ Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi cái miếng đất chỉ có 175 triệu thôi. Địa chỉ ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cái tên ấp nghe đã không? Phước Lộc, vừa phước vừa lộc nữa nha. Thì cái miếng đất là cách sông Vàm Cỏ Đông là có mấy chục mét thôi, miếng đất là ngay bên cạnh nè, cách đường nhựa khoảng 100 mét. Từ ở ngoài ủy ban xã Phước Vinh, chợ Phước Vinh á, vô tới đây là khoảng 7 cây. Chút nữa Tấn sẽ quay từ ngoài đó chỉ đường cho cô chú anh chị đi vô tới đây nha. Từ thành phố Tây Ninh lên tới đây là 26 cây, còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh á, lên tới đây là 110 cây nha. Sông Vàm Cỏ Đông, dòng sông quê hương Tây Ninh, ngay chỗ này là đậu ghe rồi nè, là cái bến ghe ha. Thì cái đường mặt tiền của đất là cái đường rải đá mi nè cô chú anh chị, đó là đi ra tới bến ghe này luôn. Sông Vàm Cỏ Đông thì lục bình rất là nhiều nha. Rồi, định vị Google Maps của đất á, Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả. Bây giờ Tấn sẽ nói về cái diện tích nè. Chiều ngang á 5 m, chiều dài 30, tổng diện tích là 150 m², thổ cư 100%, giá bán 175 triệu, bao giấy tờ. Đây là cái lô đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Hai cây trụ xi măng sơn đỏ nè. Đó, chiều ngang là 5 m và chiều dài 30 m. Có cắm trụ ranh giới rõ ràng nha. Khúc giữa cũng có cắm trụ và ở sau lưng cũng có cắm trụ. Cái đường ở trước đất nè, đường rải đá mi, ô tô là vô tới đất luôn. Thì cái lô đất đang cần bán là hướng chánh bắc nha, thổ cư 100%, 175 triệu thôi mà bao giấy tờ nữa. Kế bên dòng sông Vàm Cỏ Đông quê hương Tây Ninh đây. Hàng xóm kế bên ta có trồng đấm bắp nữa nè. Thì ngay chỗ này á là cái bến ghe này cô chú anh chị. Đó, cái đường rải đấm mi là nó đi ra tới cái bến ghe này luôn. Sông Vàm Cỏ Đông đặc sản là lục bình. Đó cô chú anh chị thấy cái khung cảnh ở đây á, rất là bình yên và rất là mát mẻ luôn nha. Chiều chiều ra đây ngồi câu cá là thư giãn tuyệt vời luôn. Đây, dòng sông là xích ra phía ngoài. Còn ngay chỗ này là giống như là cái bến vậy nha. Đó, ngay chỗ này là giống như cái bến vậy nè, để ghe đồ đậu nè. Có người găng võng này nằm ngủ trưa rồi nữa nè. Khung cảnh rất là bình yên mát mẻ luôn. Thì sẽ có rất nhiều cô chú anh chị là thích cái khung cảnh như thế này ha, thích cái không gian như thế này. Đó, chiều ra đây ngồi câu cá là tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị. Thì cái sông Vàm Cỏ Đông cái khúc này á, Tấn thấy là không có bự lắm ha. Cái khúc này là rộng cỡ chừng mấy chục mét thôi, không tới 100 m nữa. Đó, địa chỉ là ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Phía trong là cũng có nhà cửa dân cư hàng xóm nha. Chúc Tấn sẽ quay kỹ cho cô chú anh chị coi. Còn bây giờ trở lại coi lô đất đang cần bán nè. Thì những cái nhà này là quay mặt tiền ra cái đường bự hơn nè cô chú anh chị. Cái nhà ngay đầu đường là cái tiệm sửa xe nè, sửa xe rồi rửa xe luôn. Đó, ngay cây dừa đó là cái đường bự hơn rồi đó. Thì cái đường đó là mình vừa quẹo trái có 100 m thôi, là đường nhựa nha. Còn đi vô trong là khu dân cư. Đây, cái nền đất thì cao ráo bằng phẳng ha, đất gò nha cô chú anh chị. Cắm trụ ranh giới rõ ràng. Chiều ngang á, đo thẳng là đúng 5 m á. Do là nó hơi xấu xéo theo cái mặt đường á, cho nên chút Tấn quay cái sổ hồng thì cô chú anh chị thấy là cái cạnh á, nó hơn 5 m luôn. Nhưng mà anh Tiến chủ đất là tính 5 m thôi, tại vì đo thẳng là đúng 5 m ha. Đây, khúc giữa cũng có cắm trụ nè, và ở sau lưng cũng có hai cây trụ sơn đỏ luôn. Ở sau lưng là có xây sẵn cái tường gạch này cô chú anh chị. Đó, ranh giới rõ ràng.
Đó, nhà cửa phía trong nữa ha. Vị trí đẹp không? Vị trí VIP ha. Đây, từ trong nhìn ra ngay bên cạnh sông Dòng Cỏ Đông luôn. Này cô chú anh chị, mua cất nhà ở là ok đây. Còn nếu mà không cất nhà ở, chúng ta cất cái chòi thôi cũng được nè. Trồng vài cái cây ăn trái đây ha. Cái lâu lâu mình lên đây mình chơi, lên ra sông đó, ngồi câu cá nào chơi cũng được, mát mẻ. Ở đây tận thấy chắc trồng cây là khỏi cần tưới luôn á, tại vì mát lắm. Rồi, định vị Google Maps của đất, Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Đây có cây bự nè. Rồi, bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Tờ sổ hồng này là đứng tên anh Tiến, chủ đất. Cô chú anh chị liên hệ là gặp ngay chủ luôn, không có qua môi giới trung gian ha. Đầu tiên, chúng ta coi cái sơ đồ này cô chú anh chị. Đất này hướng chánh bắc luôn. Mặt tiền, đường đất nè. Đó, thực tế là cái đường có rẫy đá mì đó. Thì chiều ngang, chúng ta thấy là cái cạnh nó hơi xấu xéo theo cái đường nè. Là hơn 5 mét á. Nhưng mà đo thẳng thì 5 mét thôi. Đó, chúng ta tính là 5 x 30 đi ha. Chiều dài có một cạnh là 31 mét mấy, còn một cạnh là 28 mét mấy nè. Thửa đất số 384, tờ bản đồ số 54. Địa chỉ ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất là 148,7 mét vuông. Thổ cư 100%. Đây, bây giờ Tấn đang đứng ở ngay đầu đường, rẽ vô cái đường rẽ đá mi, mặt tiền của đất nè cô chú anh chị. Đó, ngay đầu đường là tiệm sửa xe, rửa xe ha. Đó, thì quẹo vô đường rẽ đá mi khoảng chừng 50 mét thôi là tới lô đất đang cần bán. Đó, trụ xi măng sơn đỏ đó. Và đi thêm mấy chục mét nữa là sông Dòng Cỏ Đông. Đây, nhà hàng xóm ngoài đầu đường nè. Căn nhà này thì mới xây. Đây, còn căn bên đây á là căn nhà sửa xe. Rồi hàng xóm kế bên nữa nè. Đi vô trong đây là cũng nhà cửa dân cư luôn nha. Cái đường này cũng dẫn vô sông Dòng Cỏ Đông luôn. Còn nhìn ra cái hướng này nè cô chú anh chị, có 100 mét thôi là đường nhựa nha. Cái đường nhựa đường thông luôn á. Chút Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi. Phía bên đây là có cái nhà máy Nhật mới xây nè. Đó, nhìn ra đây nhà cửa dân cư đông nè. Cái nhà máy Nhật quá bự ha. Còn ngoài đây là quán cà phê nè. Nói chung là cách đường nhựa 100 mét nha. Đường điện nhà nước đâu nè. Cái đường ngoài đây thì đường sỏi đỏ. Còn đường mặt tiền của đất là đường rẽ đá mi luôn. Định vị Google Maps thì Tấn ghim cái đường link để trong phần mô tả. Giá bán của miếng đất này là 175 triệu bao giấy tờ. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ anh Tiến. Số điện thoại là 0358 295 001. 0358 295 001. 0358 295 001. Và số thứ hai là có Zalo 0934 028 730. 0934 028 730. 0934 028 730. Đó, hai số điện thoại của anh Tiến ha. Không gian bình yên, mát mẻ. Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cái đám bắp này vài bữa nó lên bự, cái sông có trái nữa, nhìn đẹp lắm nha cô chú anh chị.
đám bắp của hàng xóm ta trồng. Đây, để Tấn quay cận cảnh dòng sông, dòng Cổ Đông cho cô chính chị coi. Sau đó Tấn sẽ ra ngoài tỉnh lộ 788 chợ Phước Vinh, ủy ban xã rồi đó. Tấn quay đường vô đây nha. Bây giờ ghe đời mới không nha cô chú anh chị, giờ hết ghe gỗ rồi, chỗ này đậu toàn nè. Ghe này là ghe gì, ghe nhựa hả? Giờ ở đây không thấy ghe gỗ luôn ha. Hiện đại quá. Đây, dòng sông Vàm Cỏ Đông. Dòng sông nước chảy rất là nhẹ nhàng, bình yên á cô chú anh chị. Cho nên ở đây là câu cá được nè. Đó, ví dụ như ngay cái lỗ này nè. Thả cần câu xuống là câu ngay lỗ này được nè. Cô chú anh chị ơi, đây là đường tỉnh lộ 788 nè. Ngay chỗ này là chợ Phước Vinh. Cái hướng Tấn đang đi á là từ thành phố Tây Ninh đi lên tới chợ Phước Vinh ha. Thành phố Tây Ninh lên tới đây á là 20 cây. Rồi từ ngay chợ này vô tới Đắk á là đúng 7 cây số nha cô chú anh chị. Tấn sẽ quay cái hướng và chỉ đường cho cô chú anh chị đi tới Đắk nha. Tỉnh lộ 788 nè. Thì từ ngay chợ mình chạy xích tới 300m sẽ có cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ là ngay ủy ban xã Phước Vinh luôn. Mình sẽ quẹo trái ngay ngã tư nha. Đây có cái hội chợ nè. Thì ngay khu vực trung tâm xã này rất là đông đúc luôn ha. Tiệm vàng được khá là nhiều. Đây cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ phía trước là ngay ủy ban xã, ngay trường mẫu giáo cấp 1 cấp 2 nè. Thì mình sẽ quẹo trái ngay chỗ này nha cô chú anh chị. Còn nếu quẹo phải hay là đi thẳng á là sẽ lên xã Hòa Hiệp của huyện Tân Biên. Quẹo phải lên Tân Biên, đi thẳng cũng lên Tân Biên luôn. Đi thẳng là lên vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát nữa nha. Thì định vị Google Maps của Đắk Tấn ghim cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Rồi mình sẽ quẹo trái nha chỗ này. Đó, ủy ban xã là ngay bên phải đó. Cái đường này á là đang nâng cấp mở rộng nha cô chú anh chị. Cái đường này mình chạy thẳng vô cũng là sông Vàm Cỏ Đông nè, là có cái cầu bến cây ổi bắc qua sông Vàm Cỏ Đông kết nối với xã Hòa Hội á. Kết nối với xã Hòa Hội, Hòa Thạnh rồi đó. Là chạy thẳng theo cái đường này nha. Ở đây mình chạy theo đường này đúng một cây số nha cô chú anh chị, là có ngã ba, mình quẹo phải nha. Giờ chạy thẳng vô đúng một cây số nha. Cái đường này là đang được nâng cấp mở rộng nha cô chú anh chị. Mai mốt là đường này bự lắm nè. Đây tới cái ngã ba ngay phía trước thì mình sẽ quẹo phải và chạy thẳng. Đây quẹo phải ngay ngã ba này. Còn nếu quẹo trái là qua cầu Bến Cây Ổi nha, bắc qua sông Vàm Cỏ Đông kết nối với xã Hòa Hội, Hòa Thạnh. Bây giờ mình chạy hơn 2 cây số. Cứ chạy thẳng cái đường này hơn 2 cây số nha cô chú anh chị. Nhà này mới xây nè. Bên trái là nhà văn hóa ấp Phước Lộc, bên phải là trường tiểu học Phước Vinh B. Nay học sinh nghỉ hè rồi. Thì tới chỗ này chúng ta chuẩn bị quẹo phải nè cô chú anh chị.
đại lý vật tư nông nghiệp Trùng Dương. Đây, mình sẽ quẹo phải ngay chỗ này nha. Cô chú anh chị biết sao mình phải quẹo chỗ này không? Tại vì đi thẳng vô là xong dòng quá đông rồi đó. Cái khúc này gần xong cho nên là cứ chạy đi khúc là giáp xong, chạy đi khúc là giáp xong ha. Đi thẳng vô có 100m là xong dòng quá đông rồi. Cho nên mình sẽ quẹo qua đây. Đây, ở đây có cái nhà máy Nhật mới xây nè cô chú anh chị. Thì tới ngay ngã ba này mình sẽ quẹo trái vô 100m là tới đất nha. Còn cái đường nhựa này là anh thông qua bên hướng xã Phước Hòa. Rồi nó cũng thông ra tỉnh lộ 788 luôn nha. Đây, quẹo vô cái đường này có 100m thôi là tới đất nha cô chú anh chị. Đất hướng chánh bắc. Kế bên nhà có cái bảng sửa xe đó, là mình quẹo phải vô đất. Đây, quẹo phải ngay chỗ bảng sửa xe nè. Sửa xe rồi rửa xe luôn. Đó, đường rẫy đá mì ha. Nhìn vô là thấy lô đất đang cần bán bên trong. Đây là nhà hàng xóm đầu phía bên ngoài. Để Tấn chạy xích tới cho cô chú anh chị coi mấy nhà hàng xóm đằng đây luôn nha. Đây, nhà hàng xóm đây. Rồi, vô trong nữa là có nhà hàng xóm nữa nha. Cái đường này chạy thẳng là cũng vô sông Dầm Cỏ Đông luôn nha cô chú anh chị. Ở đây là giáp sông hết nè. Đây, nhà hàng xóm bên trái bên phải gì cũng có nhà nè. Đó, nhìn thẳng vô trong cũng có nhà hàng xóm ha. Rồi, Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.